chung bà là cứ ghi là bằng thạc sĩ à? Xem cái bản dịch cũ ấy đâu mà xin làm mà dịch. Anh đồng bảo cứ ghi thạc sĩ à? Yes, yes. Alo, alo, alo. Đang đến với trận đấu 3-3 giữa team RL2 và team TMT. Đội hình ra quân của hai team trong trận đấu này, bên phía RL2 đó chính là Hoàng tử Bowman, Xuân Chiến. Tôi là ai? Ngọc Thái. Đại gia phố núi là Thái Sơn. Trong khi đó bên phía TMT đó chính là bộ ba anh nghiên cứu sinh ở OP3 đó là anh Việt VNAOE anh Triều. PXT đó là đoàn trưởng Phạm Xuân Trường, và cuối cùng Tô Bà Nô chính là anh Trần Đình Minh. Dự đoán đây sẽ là một trận đấu rất căng khi mà hai bên đều có những game thủ rất là chất lượng. Đều là những tay chém và tay cung chủ lực rất chắc tay của bên phía Bowman. Với quân trận đấu này tôi thấy bên phía RL2 là Baby Pan cho Son, bên kia là Summerphone Baby. Tôi xét qua thì tôi thấy là bên team TMT có vẻ là nhỉnh hơn trận đấu này. Nhưng mà chúng ta có thể thấy trên màn hình máy là game thủ tôi là ai để cầm Pan, loại quân rất là đột biến. Rất là đột biến ở trong cái map 3-3 này. Lạc đá Pan, lạc đá bay, hoàn toàn là có thể cân map. Đặc biệt với một game thủ mà thao tác tay với cả trình độ điều quân ngang ngửa với chim sẻ như là game thủ tôi là ai, thì tôi nghĩ là việc cân map đồ banh hoàn toàn là xảy ra. Sau cái kèo đấu 2-2 lúc chiều, team K47 gồm có PXT với cả anh BMStorm là anh Linh giành hai chiến thắng thuyết phục 3-2, chiếm ngôi đầu bảng A và tiến vào vòng bán kết. Thì có vẻ như sau kèo đấu đấy thì anh PXT có bắt đầu là hẹn, nhắn tin hẹn ngay cho chim sẻ Hồng Anh, gạ ngay một kèo giữa K47 chim sẻ Hồng Anh. Kèo đấu mà gần như là tôi đánh giá là rất cân. Cân gì tôi cũng không biết. Nhưng mà sau cái trận thắng trận đấu 2-2 lúc chiều thì phong độ, sự tự tin của game thủ Phạm Xuân Trường bây giờ rất là bắc bình. Anh tuyên bố ngay trước trận đấu đó là giải này không làm hai cúp thì sẽ bỏ chế. Đang chờ xem là liệu thủ trưởng Phạm Xuân Trường cùng với hai người anh kề vai sát cánh của mình có thể làm nên kỳ tích tại giải đấu này hay không. Trong khi đó thì bên phía team RL2, ta có thể thấy là họ đã chiều nay họ đã có chiến thắng trước team anh em Hà Bắc. Và có vẻ như sau trận thắng hủy diệt này thì bên phía anh em Hà Bắc đã quyết định là bỏ giải luôn. Không biết là lúc chiều có cái xích mích hay là có những pha chém phít dân nào hay không, mà sau trận đấu vừa rồi thì anh Nguyễn Văn Sáu đã tuyên bố là bỏ giải. Khả năng là lúc chiều bị mấy thằng em chém phụ quá cho nên là anh đã phải tuyên bố là bỏ giải đấu, bỏ giải đấu này. Với cái phong độ với khí thế hừng hực sau trận thắng lúc chiều thì team RL2 cũng đang rất là mong chờ cái chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về tay mình. Với cái đội hình như vừa có sức trẻ Xuân Chiến lại vừa có sự kinh nghiệm đến từ game thủ tôi là ai Thái, thì cái việc giành ngôi vô địch giải 3-3 này là hoàn toàn có khả năng. Rất may tôi là người đầu tiên. Đội hình mà chém cũng phũ mà cung cũng phũ, hai chủ lực ai cũng có thể chủ lực tay to và ai cũng chém khỏe,
với cái bộ ba này sắp tới tôi nghĩ là khả năng là sẽ thay thế bản đồ AOE Việt Nam, thay thế vị trí của team AOE Sparta trên bản đồ AOE Việt Nam trong tương lai sắp tới. Quay trở lại với trận đấu thì vâng, như vậy là vừa kích đời xong cái thử game thuộc tôi là 2830. Tôi đánh giá là với Pan thì kích 830 thì là không phải là bắt binh. Như lúc chiều tôi có đánh một trận là Pan Iran thì mới kích đầy mộ chỉ tầm 7 phút 30 thôi, cũng không sớm lắm. Bài cũng 19 dân kích đầy mộ từ 7 phút 30 lên đời thì cũng tầm đầu 10 nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với game thủ Ngọc Thái thì con bài chủ lực của anh không phải là Pamiran, thế nên việc ép đời tôi nghĩ là cũng vậy, cũng là mắc binh rồi. Lượng gỗ thì nó dồn lên khá là đề huề. Vàng chỗ này, bẫy vàng này khá đẹp, hoàn toàn thể cơ cấu bỏ bế chỗ này lại, khung rộng đi, khung rộng sau đây sẽ sóc lờ chạy lờ đều. Ta cũng đợi xem đầu cánh của tôi là ai sẽ là ai. Lên đời xong bắt đầu đồng nhà điều kiện chắc. BL ở đây, ở BM ở đâu? Như vậy BM ở đây luôn, bo bãi vàng rất mắc bình. Kích đời ở đầu 11. Đối với Pan thì việc kích ở đầu 11 tôi đánh giá là hơi là liều tiểu. Khả năng ép đời của anh Thái trận này là hơi lỗi, đánh giá là như vậy. Nâng cấp công không? Có nâng cấp công trong trận đấu này không? Thiết kế luôn nhà BS ở đây. Tôi, nếu là tôi thì tôi sẽ cho vài nông dân chặt gỗ ở đây. Giờ bởi vì bình thường ở Pan thì lượng gỗ lên sẽ rất là yếu. Cho ba nông dân này chặt gỗ và sau đấy thiết kế ba chiếc dưỡng ấm ở đây cũng rất là mắc bình. À không, như vậy là bệnh thành nhân Ngọc Thái quyết định là chặt gỗ ở đây và cho ba thành dân này về nhà, quyết định thiết kế ba ruộng ấm ở nhà chính chắc. Có bãi quả, vâng, như vậy là gặp luôn là game của Phonesian Tobano và hai người đồng đội sát cánh cùng nhau bây giờ lại ở hai chiến tuyến khác nhau rồi. Cặp đôi Tobano với cả tôi là ai đánh giá đầu giải đấu là ứng cử viên sáng giá chức vô địch. Nhưng mà có vẻ như sau trận đấu hồi chiều khi mà gặp cái team K47 nhận ngay một dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Sự phũ phàng cũng như kinh nghiệm của hai game thủ bên K47 tặng cho hai game thủ Jusician Club một trận thua nhẹ nhàng 3-2. Đóng luôn trên nhà BP ở đây, thủ phù đánh rất chắc bài. Lượng vàng nữa khá là ổn định, vẫn có một nông dân đứng chơi ở đây. Không, còn anh có để ý hay không? À vâng, như vậy cũng là để ý rồi, rất tinh tế. Nông dân cho cắt đi ăn quả. Một lờ sóc đều, một lờ thủ B, đánh rất chắc bài. Nhưng mà bên phía Phonician còn chém là có công giáp đầy đủ nhà. Vâng, như vậy là phát hiện luôn là bãi ăn hoàng. Tôi nghĩ đánh giá tình huống của đấm nhà ăn hoàng đây là không bắt binh khi mà giò chạy qua giò thấy bãi quả này rồi. Họ chắc chắn biết chắc là sẽ bên kia sẽ đóng nhà bên ở đây thôi. Đưa phù ra, vâng, phù được một con à, phù được không? Vâng, có vẻ như là phù được rồi, bởi vì con phù này đã hết mana rồi. Rất rất tươi. Phù là một con chém ở đây. Lần này cho về nhà đắp xuống. Thêm một con phù sinh ra. Phù luôn chắc. Phù được không? Phù đỏ không? Ô, phù đỏ mắc binh quá, một máu. Vẫn phù được con chém này. Ôi ôi ôi, vậy coi như là đã là khắc chế được Phonesian đầu cánh rồi. Không biết là trong cánh là game thủ cho son trong cánh, không biết là anh sẽ làm gì. Chắc là sẽ dâng lời cho là bên kia là Babylon và hoàng tử bao man đánh chém đánh cung mà thôi. Mid air rồi, mid air vâng, vẽ xóa rất nhiều ruộng đến từ vị trí của tôi là ai. Phong cách xóa ruộng rất phũ phàng, không theo kiểu người có tiền anh phải xây rất nhiều ruộng.
con phù này, nếu mà tôi sẽ cho hai con phù này phù máu với nhau cho nó đầy máu đi. Chứ hai con phù này giờ còn ít máu quá, con chém thì gần vậy nó phát là chết luôn này. Xóa rất nhiều ruộng. Nâng cấp bánh xe chưa nhỉ? Hình như là vẫn chưa nâng cấp bánh xe. À vâng, đang nâng cấp bánh xe. Như vậy là quyết định về đánh theo kiểu, vâng, đấy là phong cách chém của tôi là ai vẫn là như vậy, chém sơ qua vài tơ nó bắt đầu phải quật tay, phong cách đánh nghĩa là rất là trên cơ, chém vài thằng dần bắt đầu về quanh tay xóa ruộng, sóc dần lại phát triển, mắc pin vàng là khá nhiều, để sóc thêm con phù không, 2L rồi. Bây giờ đã có tầm 8 cái ruộng, tôi nghĩ là nếu thiết kế 2 cái ruộng có 10 cái thì hoàn toàn sóc đều 2L. Vừa mà có thể sóc thêm vài thằng dân hoặc là đóng thêm ở nhà BA kết hợp cho dễ hơn. Như vậy là phô có vẻ rất đông, chơi hỗn mã rất phũ phàng những con hỗn mã của Polynesian. Bởi vì thấy là có vẻ như do Panpiran đã lên, vâng, vẫn phù được ạ. Đỏ thế nhỉ, đỏ quá, lộc lá quá, không biết là trước trận đấu này thì thủ tôi là ai có thắp hương hay không. Trận đấu này anh lộc lá quá, phù phát là ăn luôn mà. Ôi ôi, tôi này sao khỏe thế nhỉ, đúng thôi, phải chém chỉ là chém lướt phơ này qua bắt đầu về phát triển thế này thì bên kia họ ở nhà họ có thể quay tay lên phát triển mắc bệnh mà thôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ bắt đầu nâng cấp chém 4, bởi vì là cả bát chém 4 vào những con cung giờ rất là khỏe, có vẻ như vàng bây giờ mà rất nhiều, quỷ một tên sóc lạc đà đến đây, bây giờ đang sóc tận 2 con lạc đà trong nhà đây, hoàn toàn có thể nâng cấp một tên chém 4 đi, nó chất lượng hơn. Đông lấy cung lên rồi, cung bắt đầu đông dần rồi. Lạc đà pan bây giờ mà chém 4 thì mắc binh hơn. Nếu như các bạn không biết thì cái giáp các bạn ạ, cái nông dân của bên phía Panpiran có một cái giáp này, và cái giáp này vừa chống cung vừa chống chém. Giáp này cung bắt cũng bị giảm đam và chém vào đại giảm đam. Vẫn là quyết định là chạy đèo 2L và phụ phạm. Phụ phạm đánh cung thì hoàn toàn không thể ăn được rồi, bởi vì Panpiran chém khắc chế những con cung giờ. Nên thêm cái chém 4 nữa thì mắc pin. Và như vậy là hình như anh cũng đã nâng cấp chém 4 rồi. Có vẻ như anh cũng đã nghe lời chỉ lợn của tôi và bắt đầu nó lên chém 4 rồi. Cũng như vậy. Vậy là... Ôi, đang bắn rất là phũ phàng, không biết là tình hình cánh bên kia như thế nào. Vâng, như vậy là bên kia, cánh bên kia baby cũng không to, trong khi đó thì Phoenician bây giờ đang tham gia to nhất đồ. Vâng, vì vậy là Summerian cũng lên cung. Liệu có trận đấu này phải chăng là ba nhà bên kia đều lên cung, đánh rất trên cơ luôn, ba nhà lên cung, không thèm mình chém trận đấu này, rất phũ phàng, phong cách đánh nghĩa là rất phũ phàng, tôi đánh giá như vậy. Phũ quá, phủ phu lên cung ra, vâng, tôi đánh rất trên cơ, ba nhà đánh cung chém qua xong bắt đầu về lên cung A, mắc binh quá, mắc binh quá, con bãi quả ngoài này chưa ăn, con trai trả lời chưa, mắc binh quá, bây giờ lên ở cung A rồi thì là pan khó rồi, phải kết hợp quân thì mới có thể ăn được cơ. Quyết định là sẽ chéo một tên đến từ game thủ của tôi là ai chăng, đầu đi lạc đà sang cánh bên kia. Ôi ôi, tầm này xóa thêm ruộng anh ơi, xóa thêm ruộng đi, cho chiếc BS bây giờ cũng phế rồi, đóng lại chiếc BS mới ở đây phũ.
phong cách thi đấu của các ba game thủ bên kia đều lên cùng. Thế nó mới mắc ping chứ bị. Tham càng đánh càng đẻ. Không cần đánh nhiều. Rất bình. Bắt đầu đẩy cung lên đúng không? Như vậy là bay ruộng rồi. Polynesia từ này đánh khỏe quá. Cung G cũng nhiều rồi, nhà này đã chuyển lên cung A. Cung quá. À, như vậy là game thủ ao Việt Nam AOE chỗ này là anh ạ đánh cung. À đấy anh chém. Chém duy nhất, hai nhà là nhà đầu cánh thì đánh Phonesian đánh chém và bắt đầu chuyển dần sang cung. Vâng, ông dần chạy cứa lưa đây này. Ôi, khó rồi. Cung Nga đẩy lên đây. Khả năng là sắp quýt rồi. Bởi cái thế trận như thế này thì quýt thôi. Có vẻ như mình ở trận đấu này thì Thái Sơn cũng không thể chém nhiều được bên kia. Khi đó thì Hoàng Tử Bảo Ban có vẻ như không được tay to được. Khó quá. Lạc đạp ba nó lao vào khung A đi. Chết dã rưỡi mà thôi. Quyết định là thiếu quân luôn rồi. Như vậy như sẽ là quýt thôi. Tỷ số là 1-0 dành cho team TMT dẫn trên cờ. Ứng cử viên chức vô địch là đây rồi. Team TMT. Khỏe quá, Phonesian trận này khỏe quá. Nhà kín. Mắc ping. Nhà kín thế này luôn. Cơ cấu mắc ping quá. Không cửa vào. Đồ ăn thì như mắc. Đến đời có vẻ như cũng là rất là mắc binh nhưng mà đúng là như vậy. Nhưng mà Pamira lúc đầu chém không ấy, không hiệu quả. Cho phone ở nhà quay tay và phone một loại quân mà phát triển rất là dễ dàng. Cho nên việc mà tham lại to như này hoàn toàn là có cơ sở. Thì vậy thì số là 1-0. Không biết là trận này có thi đấu được trận đấu thứ 5 hay không. Không bắt được hai. Và những lời động viên rất là chân thành từ người em Xuân Chiến cho người anh Ngọc Thái. Vâng, sao lại ao hot thế này. Này nhưng mà vừa có một tơ bít mạng hay sao. Cho tôi xin một tên vào đọc chat anh em. Team nào team 1 nhỉ? Team Yes. Yes. Vâng. Yes. Yes. Như vậy là trận đấu thứ hai được bắt đầu. Greg đến từ game thủ Tobano mà xem quân. Ôi, baby G đánh cho son.
Greg cho spawn bên kia là Sang Rom Greg. Nhìn qua ta biết là bên nào nhìn hơn này. Nếu là những người chơi mà lạc quan thì họ sẽ đánh giá là team bên phía của TMT sẽ khỏe hơn một tí, còn những người bi quan thì họ sẽ nghĩ là team của bên phía RL2 team của bên phía RL2 khỏe hơn một tí, còn những người bi quan thì họ sẽ nghĩ là team của TMT trận này sẽ là yếu hơn. Còn với tôi thì tôi xin nói thẳng luôn là trận này rất khó cho các thành viên phía team TMT. Nhưng mà tôi thấy thì trận này hoàn toàn ở ngoài cánh hai chém để chém khỏe để cho cung của thủ trưởng Phạm Xuân Trường thì phát triển tay to mắc Quinn cân mặt đồ. Thủ trưởng Phạm Xuân Trường thì chiều nay cũng đã có trận đấu highlight để đời thì anh cầm Pamiran cân bản đồ rất phụ phàng highlight là để đời. Vừa rồi thì chủ nhật tuần qua thì anh Trường vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 27 của mình. Được biết là sinh nhật này thì bên phía bên phía OP 13 không làm tổ chức gì to, chỉ làm một con cua hoàng đế tầm 10 con tôm hùm cùng với vài chai Ararat Beluga gì đấy, không to lắm. Sau cái sinh nhật này thì thủ trưởng Phạm Xuân Trường tuyên bố là anh sẽ đánh khỏe hơn tầm 2-3 lần so với bình thường. Và đúng như vậy, chúng ta thì thấy sau trận đấu chiều qua thì thủ trưởng Phạm Xuân Trường thể hiện một bộ mặt rất khác. Theo như lời báo chí đưa tin thì trong đợt này thủ trưởng mỗi ngày dành cho mình 5 tiếng để luyện tập AOE. Anh dậy lúc 7 giờ sáng, đánh răng rửa mặt tập thể dục, tầm 8 giờ ăn sáng, 9 giờ nghiên cứu đến tầm 11 giờ sau đấy là bắt đầu luyện tập AOE. Đấy cái mỗi cái mục tiêu là nhất định là phải giành được ít nhất một chiếc cúp trong giải đấu này. Chúng ta có thể thấy là những sự chăm chỉ luyện tập đã mang lại thành công nhất định khi mà thì thấy sau trận đấu rồi thì thủ trưởng càng ngày thi đấu càng hay, có những trận đấu tỏa sáng cân bản đồ như trận Pamiran chiều qua. Quay lại với trận đấu thì vâng, Greg cũng chưa thấy thêm đồ gì, có thêm một bãi hươu ở đây, bãi rất là loằng ngoằng, bãi đá bãi vàng rất nhiều. Trận này khả năng khó cho thủ trưởng Đình Minh này. Thông tin ngoài lề thì trước đây thủ trưởng Đình Minh từng làm việc và sinh sống ở 8. Trước đây thì từng có một kèo đấu giữa là Đình Minh Ngọc Thái cùng với Văn Sáu Hoàng Anh, kèo ăn sáng chạm 10 thì đấy tôi không nhớ. Nhưng mà đánh đến chặng 9 thì hai bên tuyên bố là mệt quá, xin nghỉ luôn. Và cuối cùng là không ai có cái kèo ăn sáng này. Ngày xưa thì ngoài kèo 2-2 giữa Đình Minh, Ngọc Thái và Văn Sáu Hoàng Anh thì còn có kèo đấu 3-3. Trong đấy thì có sự tham gia của cả Hữu Tiến. Trước kèo đấu thì các anh em là tuyên bố rất sóng giạc là đấu khô máu đến sáng, ai nghỉ trước thì làm chó. Anh Tiến tuyên bố trước trận đấu là ai nghỉ trước sẽ làm chó. Nhưng mà kèo đấu đấy đến thi đấu đến tầm 6 giờ sáng thì chúng tôi thấy là tiếng gâu gâu của anh Tiến ở ngoài hành lang. Sau kèo đấu đấy thì anh Tiến tuyên bố luôn là không bao giờ thi đấu kèo AOE xuyên đêm nữa. Vì kèo đấu đấy mẹ như là máu của anh khô quá, khô máu quá. Ngày xưa
Khu Isamay Lốp này thường có những kèo đấu bồn bộn AOE xuyên màn đêm, xuyên thời gian luôn. Cứ thi đấu từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Giữa buổi nghỉ ăn làm đôi quả dưa hấu và tiếp tục xúc tiếp. Rất bất bình. Người ta gọi là tuổi trẻ mà kèo đấu là khô hết cả máu. Quay lại trận đấu thì chúng ta có thể thấy là đầu cánh của Tobano là hoàng tử bóng ma, trận này cầm Roman ăn chung với nhau có vẻ như không đủ độ lên đời cho thủ trưởng Trần Đình Minh rồi. Ôi bãi hưu ở đây làm sao đi qua được bây giờ, rất nhiều nông dân đang đứng chơi còn phi hai con hươu này đóng trước nhà BS. Thủ trưởng Nguyễn Đình Minh có phong cách không biết là đi qua đây kiểu gì, đóng trước nhà BS luôn. Rất khó, rất khổ trận đấu, bài đấu mà nhà rất là loằng ngoằng, rất là nghèo. Phong cách thi đấu của thủ trưởng Đình Minh đó là thực có thể không đủ mà gỗ bao giờ cũng phải thừa, bởi vì nguyên tắc của anh là gỗ có gỗ thì con người ta mới có thể phát triển được, thực chỉ làm cho con người ta duy trì sự sống thôi, còn gỗ thì chúng ta mới có thể xây nhà, mới có thể tiến hóa, mới có thể làm những công cụ săn bắn, mới có thể làm nơi ở các thứ, còn thực thì chúng ta chỉ đảm bảo cho cái dạ dày của chúng ta mà thôi. Cho nên là thủ trưởng Đình Minh phong cách thi đấu AOE của anh lúc nào lên đời xong anh phải thừa ít nhất là 300 cổ, không bao giờ thì thiếu gỗ được. Đã có con giò đến từ hoàng tử Bao Man rồi, căng quá, 14 phút chưa lên đời, rất dài. Cho nên thấy là thủ trưởng Đình Minh sẽ là khá dài đây. Lên đời một thì rất sớm nhưng mà lên đời hai thì toàn dự là xem trận này sẽ đánh cung. Vâng, như vậy là gõ một luôn, bài nghèo quá, khó quá. Khó quá. Bên kia quân đẹp lên đời rất là mắc bình. Thì bên này thì chưa game thủ nào lên đời. Quýt thôi. Không có đồ ăn gì mà nhà lại còn rất là loằng ngoằng. Như có bãi quả đây mà hoàng tử Bao Man nó mút nốt rồi. Bãi quả sau rừng. Rất nghiệt ngã. Nghiệt ngã quá. Xiang thì đã vẩy được rất nhiều ruộng ở nhà chính rồi. Ba a sóc đều. Rất nhẹ nhàng. Tỷ số là một đều. Trận đấu rất là cân. Lại quân à, như vậy đó là nhầm map la. Nhầm map à? Thảo nào bài rất là nghiệt. Tôi cũng không để ý trận đấu vừa rồi. Thôi 1-1 thôi.
Alo alo. Yes. 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 Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ 3. Tỷ số bây giờ đang là 1-1. Yes. Oh yeah. Yes. Quân Macedonia cho game thủ đại gia phố núi Sam Mark Egypt. Bên kia là phố Catapan. Tôi đánh giá là trận đấu này quân hai bên là rất cân. Ta được biết thêm đó là loại quân sở trường của game thủ đại gia phố núi Thái Sơn là loại quân Maxe. Được biết anh cầm Maxe thì không kém gì so với game thủ ven lớp. Những bài mà sóc chém đâm y rất là mắc binh. Như chúng ta biết thì anh có biệt danh là Sơn 17, nên khả năng đâm y của anh phải gọi là một khi đã đâm chỉ có thốn đến tận dạ dày mà thôi. Nên loại quân Maxe, một trong những loại quân gọi là tủ của anh trong cái map thi đấu này. Chúng ta cùng đợi xem trận đấu này anh sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào, loại quân Maxe sở trường này. Ngày hôm nay thì Thái Sơn cũng đã có trận thi đấu rất tốt ở thể loại 22, và anh cùng tôi giành chiến thắng và chiếm ngôi đầu bảng B. Mặc dù trước khi vào giải thì xác định trước mục tiêu giải đấu này chỉ là lót đường mà thôi, là tên team mà lót đường. Nhưng mà khi vào trận đợ, vào giải đấu thì không biết sao mà anh em nhà cho team giành chiến thắng mà thôi. Do thấy một bãi quà và hai con sư tử ở đây rất nguy hiểm, đá thêm một con hươu nữa về nhà chính, đúng không? Rất gọi là rất nhiều tay sóc dần rất là đều. Thiết kế một chiếc bé ở đây, một chiếc bé ở đây đá ba con hươu này về. Bài này thì thêm đôi voi nữa là đẹp, là mắc pin. Ở cái chấm đen này mà có đôi voi nữa thì mắc pin quá, không biết là có hay không. Chỗ này kèn rất là khó, không thấy gì. Đôi sư tử đây, cẩn thận không?
không là một phát là đi ấy luôn. Bên kia ta có thể thấy có Pan Fokatha loại quân mở, nếu mà bị đâm mi sẽ rất thốn, ngoài Katarian ra còn có Y thì hai nhà Pan và Fo nếu mà bị đâm mi vào thì khả năng là khó mà có thể thủ nhà được. Trận này liệu không biết là PXT Phonesia có lẽ qua hay không. Đầu đồng thiết kế nhà BS rồi, đá luôn mấy con hươu này về, rất tiết kiệm. Dần này nhà chỉnh là ấy rồi, cho lên cơ cấu bãi quả thôi nhỉ. Anh quyết định là không đi dò thêm đồ xem. Từng này đồ chưa ép, làm sao ép đủ đồ để lên đời được. Mới có một bãi hươu, bãi quả hay là quyết định ép ấy à. Ép bài vừa đủ. Vâng, như vậy là vẫn đấy, vẫn cho thêm một đồng dân đi dò. Đi dò lên ở khu vực 12 giờ. Quyết định sẽ đánh không. Vẫn đánh 25 dân, vẫn đóng thêm e. Vẫn quyết định là sẽ đóng chơi một bài ô. Thiết kế chiếc BG ở đây khá là khó hiểu. Nếu là tôi sẽ thiết kế chiếc BG một lần đây, có thể là thiết kế vào đây, vào chỗ này không? Chỗ này không biết là có thiết kế vừa hay không. Nghĩ là có thể vừa, nhưng mà nếu không thì tôi sẽ thiết kế chiếc BG ở đây. Ăn 3 cây thiết kế chiếc BG ở đây thôi, nhưng mà tầm này rồi thì chắc là cũng qua loa xong vậy. Cho dân chạy lên không, vì hai sư tử à. Ôi, con dân này khả năng có chết luôn không? Chết luôn thì đen. Không để ý từ vị trí của Thái Sơn ạ. Tôi đã cảnh báo trước rồi, hai con sư tử này rất là very khát máu. It's very khát máu thôi. Nông dân ở đây vẻ như thi đấu khá cóng, vì anh biết là đang bị quay máy hay sao. Phải xử lý over thằng nông dân này, vừa làm một turn gọi là turn đá hay sao mà có những pha bay lắc nó rất là ảo. Tiếp theo tôi trong trường hợp này thì tôi sẽ đen luôn thằng dân này. Làm thì không chịu làm, không làm mà đòi có ăn. Như lời anh huấn Rosie đã dạy thì không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cái đấy mà thôi. Vâng, vẫn không để ý, vẫn đang bay lắc, vẫn đang chơi đá rất phê từ thằng dân dân đen này. Nó thiết kế nhà điều kiện rồi, kích đời chắc là tầm đầu 12 nha. BL, BM chưa? Chưa có BM. Ôi, chưa có BM, bắt đầu giờ mới đóng BM. Đầu 12 là chắc rồi. Xem qua các nhà bên kia thì tôi là ai, 26 dân đánh cùng rồi. VNAOE 18 dân, Pamiran chết dần. Chắc trận này có mỗi mỗi đại gia phố núi chết dần mà thôi. Chỉ số giò rồi, nhà bên kia tôi là ai, bài chắc là khá đẹp, chỉ giò có 9% mà thôi. Giật mắc bình lên đời thì Tobano vẫn phong cách cũ, lên đời một rất sớm. Ôi ôi, gặp nhà của Phonesian bò rất nhanh đến từ thủ Phạm Xuân Trường. Vâng, đúng là anh Trường đang tiến bộ dần cái bộ môn AOE này. Dày công chăm chỉ luyện tập và anh có được. Ôi, lại thêm một thằng dân này đang bay lắc này. Một thằng dân này đang bay lắc từ đầu trận đến giờ. Một thằng dân này cũng bay lắc, vừa xin được thêm một tấn đá của thằng dân này hay sao. Hai thằng dân này chắc là vừa rủ nhau hít tí đá rồi. Khả năng là dân Max C, đồn bịa đoán là loại dân mà có khả năng chống phù rất tốt. Tôi nghĩ là khả năng chống phù ấy một phần là do, chắc là do hít đá nhiều thì có thể khả năng là né được, không bị người khác mê hoặc. Và một cái điểm trừ là
do hit đá nhiều quá cho nên thường có những pha bay lắc không kiểm soát được như thế này. Nông dân đứng chơi ở đây để bắt đầu sóc một con chém rồi, không biết là quyết định vâng một lối đánh cũ, mình khỏe cái gì thì mình làm cái đấy thôi, mình dài thì mình cứ đâm y thôi, mình dài thì mình cứ đâm y vào nhà đối phương mà thôi. Thiết kế ngay một chiếc nhà BI, không biết là cũng đang trên đồng hay không. Nếu là tôi đánh Max C, tôi chắc chắn sẽ là nâng một cái chiếc đồng, rất sẽ là rất thốn, hoặc là nhân một chiếc giáp nếu đánh với nhà chém. Khả năng nếu đầu cánh là nhà chủ lực Phoenicia bên kia thì cứ nâng một cái chiếc đồng luôn cho nó chắc, vàng thực đẹp nhiều, cứ làm cái chiếc đồng. Dâng hai dâng lên đây, thêm một cái chiếc nhà BI nữa chăng? BI thôi, đang đợi gỗ lên, đúng rồi, làm ngay thêm chiếc BI nữa. Thủ trưởng xuân trưởng cũng thấy chắc là khó đỡ rồi. Phoenician gặp vâng, như vậy bị tạt một tên từ Tobano rất đông chém. Vâng, kiểu này xong rồi, xong rồi. Phone Maxe gặp chém thì cũng khó chạy, khó thoát rồi. Khó thoát rồi, cố sóc đều tơn thôi, đâm thẳng vào nhà Phoenician. Vâng, nhưng mà timeline chỉ còn là 15 thôi, mất time khá nhanh từ tổ bản từ hiệp thủ ở tại gia phố núi. Anh bắt đầu phế rồi, phế khá sớm, giờ chắc là chỉ có nhận đồ bơm từ đồng đội sóc y mà thôi. Tầm này chỉ có nhận đồ bơm để mà bắt đầu sóc y mà thôi, chứ giờ nông dân bị phát hiện ra, bị tạm vào rồi thì coi như là phế rồi. Tầm này phế chắc rồi, mà cũng chắc là cũng đâm được nhà chủ lực Phoenicia bên kia. Bên kia thì tôi là ai, chắc là đang khỏe nguyên. Panbiran tham lại cũng khá to, ôi Samorian, một hoàng tử Bowman, chắc là cũng không bị ai đụng vào. Dân sóc rất khỏe, rất trâu dân. Hoàng tử Bowman có một lối đánh sóc dân rất là phũ phàng, anh có thể không sóc đều quân nhưng mà dân thì bao giờ anh cũng phải sóc đầy ở nhà chính. Mắc pinh, phải mắc pinh như thế mới được. Bắt đầu đâm vào những cơ sở của Phoenician, khả năng là thủ trưởng phải nhận được tên này bay nhà là chắc rồi, khó đỡ được tên này, khó mà có thể đỡ được tên đâm này vào này của em thủ đại gia phố núi. Và đại gia phố núi bây giờ tham chỉ còn 16 mà thôi, không còn không đào được vàng nữa, bây giờ chỉ có ăn hoàng sóc y thôi. Ô vâng, anh cũng triển khai được một đạo dân chạy lên đây thiết kế một chiếc làm gì đây. Ở trong trường thì chắc là không có nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với Maxedo ở nhà này. Anh đang bị đâm vào rất là thốn. Đâm đi vào rất thốn ấy, từ đừng đưa ra lên đấm đấm nhau luôn. Timeline, ôi ơi, bắt đầu bị đè xuống rồi. Trận này đội trưởng bị ấy quá, bị đâm bị thốn quá. Hesif với cả Samaria bên kia đang rất khỏe. Bắt đầu đẩy quân lên trên Samarian của hoàng tử Bowman. Sóc lên rất phũ, không biết là anh có được ai chim lợn nữa không, nhưng mà trận này anh thi đấu tôi đánh giá là rất phũ. Timeline của Macedonia chỉ còn là 16-44 mà thôi.
chính thì đang bị lại là Katha chém. Ôi ôi, còn mấy con dân nhưng mà vẫn bị xiên vào. Vẫn miệt mài. Đã gần 11 giờ đêm rồi những bước chân vẫn miệt mài. Theo bảng chữ cái mà B. Vâng, rất rất phũ phàng. Có thể thấy bay nhà năm nay chắc là càng đánh càng đè thôi. À không, Obano tham lai đang rất to, 50 vàng. Chat ô đến từ tôi là ai? Vâng, 50 vàng chắc là để lên cái giáp 4 hay sao. Tham lai hoặc từ bao mang trận này rất to. Tỷ số bao nhiêu? Ngồi lùi lùi lại. Tỷ số bao nhiêu? 1-1. Thôi, bình luận từ đầu. Bảo bình luận hay không thôi. Thôi. Ta cùng quay lại trận đấu. Xe đang đấm cơ sở rất là mắc binh. Đào vàng cứ đập bay luôn nhà chính luôn của Ponesian. Tham lại bắt đầu đè xuống rồi. Quyết định là đào một ít vàng ở đây đến từ Macedonia, chắc là sẽ được bơm đồ để sóc y. Anh chỉ cần đào vàng thôi. Bắt đầu là vẫn còn hai phần sân này. Này bên kia chỉ còn Pan với cả Katha loại quân. Khó phải có thể lên cùng. Cùng A của Pan thôi. Pan ấy chỉ có sân bộ 1. Giá không cao lắm. Đâm tiếp vào cơ sở làm ăn của Tobano. Rất phũ. Tham lai tiếp là ôi tham lai bên kia hai nhà đều to. Khó. Hai nhà cung cả đánh cung đều to. Này chủ lực bên phía TMT bay nhà sớm quá. Khó. Khó quá. Bay hết các cơ sở hiện nay. Hai thằng dân này đang đứng chơi không cho nó đi làm ăn gì đi. Hay là hai bạn này rủ nhau đi ba chăng? Làm gãy xuống mạnh quá rồi. Tobano trận này kêu 5-3 nhưng mà vẫn rất tiếc là vẫn không thể cánh tìm được. Dân của họ từ bao man là 4-6, sóc dân rất phụ. Anh có phong cách là không cần cho quân nhưng mà dân cũng phải cho vậy đã. Cứ phải cho dân kìa. Đập bay hết luôn. Được biết thì game thủ bên phía TMT thi đấu với nhau không côn. Thi đấu giao tiếp với nhau chỉ bằng chat mà thôi. Không biết là
Liệu dựa này họ tạo phòng chat với nhau hay không? Và trước đây tôi biết là họ sẽ chỉ chat qua nhau trong game, không bao giờ gọi điện thoại cho nhau để bàn chiến thuật, cho nên khá ốp buồn các thứ và đi sai không được. Vậy là quyết định 2-1 cho nhật team 2. Chất châu quân thủ mạn nhà rất trống trải, không biết sao lúc đầu ấy là anh không bị ai chém vào ấy. Cũng đúng thôi, bởi vì Tobano chém thẳng vào ra phố núi. 2-1. Xem liệu là bên phía của TMT có thể gỡ hòa hay là sẽ là 3-1 dành cho LGRL2. Cùng đến với trận đấu tiếp theo. Start the game already. Vâng, như vậy là Greg, Min, Fo, bên kia là Haya và Summer. Khả năng là khó dành cho bên phía của TMT rồi, khi mà Greg lại còn nằm ở trong cánh như thế này. Xem thao tác tay của đã có bài quả đầu rất sớm rồi. Liệu là bộ ba TMT có thể lội ngược dòng hay không, vượt khó trận đấu này đưa về trận chung kết, hay là sẽ chịu thất thủ số 3-1? Ta cũng đợi xem. Độ tăng speed đến từ trợ phản thân trường. Greg.
bắt đầu những bước đi dò đầu tiên. Trận này Rex lại còn nằm trong cánh đấy chứ, khó dâng lời chăng. Chủ lực có thể sẽ là Otobano và Miyuan. Chủ lực Otobano chăng. Kia hay Summer, hay chém phũ để cho Summer đến cùng thôi. Có xe dò đẩy đi lên không? Có một vòi. Chưa thấy thêm đồ gì có hươu ở đây. Ôi, bãi hươu đôi ở đây rồi. Hoàn toàn có thể cơ cấu được một cái chiếc hoàn toàn có thể cơ cấu một chiếc BS ở đây. Sau đấy là bắt đầu là ăn cả voi cả hươu ở đây luôn. Được biết thì game thủ Đỗ Minh Triều là một game thủ có lối đánh chủ lực tay to rất là khỏe. Khả năng chém của anh thì không quá xuất sắc, chỉ tầm cỡ của He He mà thôi. Mà khả năng đánh cung của anh mệnh danh là ngang ngửa với cả tôi là ai ở bên kia. Nhưng mà trận này thì tôi thấy là hầu như game thủ VNAOE toàn chỉ được cầm quân Greg mà thôi. Khá là khoai, toàn cầm những con chém. Anh sẽ được thể hiện có cung để cầm tiêu. Ủa, ôi, lỗi một con voi ở đây rồi. Phải chăng là tâm lý là khiến cho anh có những bước thi đấu không thực sự là mắc bình vì lỗi con voi ở đây. Con dốc đã cao, phải chăng là biết vì được quay máy nên anh là khá run, camera run. Quyết định chỉ ép với từng này đồ hay sao? Không dò thêm bãi quả hay gì à? Quả chính đã hết rồi, cắt nông dân gian bãi hiêu này thôi. Đóng một chiếc nhà BS ở giữa và bắt đầu phía hiêu ra. Không, quyết định là phía hiêu trước. Phía hiêu rất là mượt. Thiết kế chiếc nhà BS ở đâu đây? Rồi, vậy quyết định thiết kế ở đây. Tầm này thì khả năng là chín muộn mới có thể lên được đây 2. Thế khả năng là tầm 12 mới lên được đây 3. Khó quá. Bên kia anh ta cũng xem là đánh bao nhiêu dân trận đấu này. 27 dân từ Tobano và tuyên bố thẳng là trận này sẽ đánh cung A. Khi đó hoàng tử Bowman 23 dân này chẳng là bài đẹp 11%, phạm sân trường chỉ 7% mà thôi. 26 dân tưa tôi là 25 dân thì đẩy ra phố núi. Chết 2 dân. Ôi ôi, Tobano trận này còn chết 2 dân. 2 dân mà sợ phải 27 dân mà chết 2 dân, tức là anh sóc 29 dân. Trận này khả năng sẽ lên tới rất là muộn đấy. Trừ khi là bài anh đẹp cho nên là anh sẽ sóc được nhiều dân, nhưng mà yêu anh sóc tới 29 dân trừ 2 thì khá là căng. Vâng, dâng lờ gặp ngay nhà già đây, cắt hai dâng lờ rất kinh nghiệm. Không biết là bên kia già lên đời, ủa già lên đời từ ngày hôm qua rồi, rất mắc ping. Nhưng mà quyết định là cũng đóng hẳn chiếc BL ở đây. BM đâu?
BM sẽ thiết kế ở đâu đây? BM thiết kế ở đây. Vâng. Thực cũng dồn lên, chắc là sẽ đủ thôi. Kịch đời ở cuối 12. Nóng hay chứ BM ở đây rồi. Bên kia thì Tobano ủa lên đời rất là muộn, 2L luôn, thằng nhà solo luôn, solo với nhà già luôn, để cho Tobano trở lại khỏe, chủ lực khỏe. Nhưng mà bên kia lên đời 3 thành công rồi. Lên đây 3 thành công, rất nhiều nông dân đứng chơi ở đây. Chắc là vừa ăn xong bãi quả, đang là ăn bú xong bãi quả, chuẩn bị thiết kế khoanh ruộng ấm ở đây. Xiến vào, không biết là anh đang bận chọc gió ai hay không, mà không để ý, bị dân là bị xiến vào. Rất nhẹ nhàng, ô, không như vậy là gõ một luôn. Chắc là vừa bị chém vào đến từ hoàng tử Bowman rồi, và như thế là resign đến từ Tobano. Tỷ số là 3-1 nhìn về game thủ bên phía Legendary Roller 2. Vâng, như vậy thì Legendary Roller 2 đã có được chiến thắng thứ hai của mình sau trận thắng trước. À không, họ đã có chiến thắng thứ ba của mình rồi, gần như là chắc suất là giành ngôi vô địch rồi hay chăng? Tôi không nhầm. Nếu mà trận đấu để xem nào. Tobano nếu ngày mai TMT cũng giành chiến thắng trước anh em MT. Nếu mà Legendary R2 vẫn còn một trận. À không, họ đã thi đấu xong các trận của mình rồi. Và họ thắng cả 3 trận của mình, vậy như vậy thì chiếc vô địch gần như là chắc chắn là nằm trong tay của Legendary R2 rồi. Giờ chỉ còn là trận thi đấu phụ giữa TMT với cả anh em MT để xác định xem là đội nào sẽ là giành vị trí thứ hai thôi. Rất nhẹ nhàng. Chung kết chán quá. Vâng. Bây giờ có vẻ như là sau chiếc vô địch này thì game thủ tôi là ai bắt đầu đang có cái màn gáy của mình. Vậy là như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1. Vậy là R2 và R2 và trở thành tân vương nhà vô địch của giải đấu AOE Bowman Championship Summer năm nay. Chúc mừng các thành viên của team RL2. Phong độ rất là hủy diện, họ giành chiến thắng trước cả anh em MT, giành chiến thắng trước anh em Hà Bắc, và bây giờ là giành luôn chiến thắng trước team TMT. Vậy là kèo đấu đã kết thúc rồi. Xin chào quý vị và các bạn, buổi livestream dừng lại tại đây. Chúc quý vị cùng tôi vui vẻ.